Rồi, Đúng đúng chạy rồi đi đi đi, đúng đúng thay đi bộ đi, Ê, thâu hôm thâu lại. nay ngày là ngày 25 tháng 5 2014, Có ngày mà ta tập đi bộ nói trong mặt nó thằng thôi, như mà ngồi mà nói chuyện về lui tôi mới cầm chưa tới được lại hết trắng này không ơi. lên tới hết kỳ này nó có thể vui á, là mình có thể làm được nhà nó chưa tập cho giỏi làm chưa. được mình ra là đi mà nó chưa sao luôn đó là chắc tại nút bông trong tay cao nó cho tay sắm mặt mày đó. Lấy bông ra đi. We wish you have a senior soccer tournament. Ăn mừng bố đây bố nè, hôm nay là bố là bố 89 tuổi. Thì bắt cái bông. Mình nói hello Denver đi. Hello Denver. Hello Denver đi. Nói đi. Nói đi mẹ. Hello Denver. Hello. Denver. 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 Hello. Denver. Hỏi hello nè. Mày nói rõ. Hello New Orleans. New Orleans. Hello. New Orleans. 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 Chỉ mà tôi học bằng tiếng Anh. À, đang tập đọc. Lôi là. Hello, how are you? Đó không? Không. À, I am fine, thank you, and you. I am fine. Thank you. Thank you, and you. Oh, yeah. Bữa kịp tới đây, kịp đi về. Bà ngủ ngon, mẹ quay lại. Quýt nơi. Giống như đặt cái này, cái mình lấy xong ăn cái chỗ mà mình muốn ăn gì thì mình chọn á. Mẹ muốn ăn gì lấy đó, mẹ nó phê rồi đó. Chẳng kể như viên kính nó chơi cảm ơn thì mẹ quen nữa, thank you. Dân 75 mà chê mẹ đó. Một cái tức cười nhanh nhìn một đang ngồi cơ vậy xong kia, nhưng mà chị mới chết xong kia chị Hằng hỏi Hương bao nhiêu tuổi rồi, cái viên kính trả lời 85. Nó ủa sao chị hỏi tiếng Việt rồi nó biết tự là tiếng Mỹ mà chị nói nhiều khi hay vậy lắm, nhưng mà nó nhau thì nó biết rồi, mình cứ hỏi nó cái gì cái nó trả lời tiếng Mỹ mà nó biết. Chắc hay vậy chứ mình quen ngày quen nó mới nói mình định còn nít đến ngày quen mà nó nít gì mà hỏi gì biết thế mà giường ba đóng cửa nhưng một tuổi thì bên cho mình cũng vậy đó, nó ở với em lâu giờ bà biển nó đi đái để tay đi tay nó nói không được thôi mà nó nghe được. Đi lui qua được không, đi lui đi ngoài này, lui đi thu dè đó, đi thu dè, đi vòng quay nó đi thu dè. Vâng, bà đã có tập therapy. Therapy. Physical therapy. Five miles an hour. Very fast. Nó không biết tiếng Việt mà nó không biết tiếng Mỹ. Bây giờ về nhà nó cứ tàu bố mẹ không biết. Nó ở với ai cái thời gian cái mình rồi nhỏ mà bà già cái chăm mấy đứa cháu ấy là cứ mỗi lần mà mỗi lần mà bố kêu bà ơi bố hello New Orleans để hồi mà kêu cháu ăn cơm đó, ông ăn trước thì tôi gọi xuống. Nó nói vậy. Ừ. Có gì đấy bà, có câu chuyện mà cái ông kia ông tới nhà, ông hỏi, cái thằng bé, ông tới gặp bố mẹ nó mà bố mẹ không nhà, ông hỏi thằng bé là, cái người mà đẻ ra bố của con á, thì con gọi là gì? Nó con gọi là bà. Vậy cái người mà ba con gọi bằng ba thì con gọi là gì, gọi là mẹ? Thì ông gọi bằng bằng ba thì nó là gọi mẹ. Tất nhiên là cái người mà không hiểu á, cái người mà đẻ ra bố của con á thì con gọi bằng gì thì nó gọi bằng bà, mà cái người mà ba con gọi bằng ba thì con gọi bằng gì thì nó gọi bằng mẹ. Thì ba nó gọi mẹ nó gọi bà. Biết nghĩa. Hồi mau cái nghĩa mau hề.
Đó. Bố hai kêu nó bằng bà á. À, bà lắm này. Bố nó kêu mẹ nó bằng bà. Ừ. Thì cái người mà bố con gọi bằng bà thì gọi là gì, nó bằng mẹ. Đúng rồi, kêu bà cố. Không, kêu bà cố. Còn nếu mà kêu bà cố thì thấy hay rồi. À, cười à, thôi chậm hiểu quá, không kêu. Này tình cờ mình có chuyển về con heo, con lợn, mình mới nói tại sao mình bắt được kêu là con lợn là trong năm kêu con heo. Thì đã biết rồi gì, lý do biết rồi gì. Hả? Chưa biết chuyện hả? Chưa biết. Thì người Bắc ấy, ta kêu con lợn. Nhưng mà mấy người mà như người Trung ấy, kêu mỗi lần mà gặp quan ấy, kêu con lợn. Con lợn, con lợn. Cho nên là nó không có bằng lòng, mỗi lần bị như vậy ấy. Nó kêu bị đập heo, đập cái roi cái heo đó. Nên sau là mỗi lần mình thấy con lợn nó là khi đó cái heo à, nên chứ heo á, chứ con lợn rồi lên thành con heo. Thì đó là cái chuyển theo viết sách như vậy, mấy con nhân đố như vậy mà anh cứ biết là tại sao á, ngoài Bắc á, con lợn nó ăn cái gì mà trong Nam con heo nó ăn cái gì. Đúng hay. Con lợn nó ăn gì? Mà đúng không, con trong Nam này con heo nó ăn cái gì? Kiểu vậy, tại đấy là ấy ngồi chung thôi, chứ còn người ngoài miền Bắc chứ lúc nào kêu con lợn một con lợn. Nói gì lợn nó lại khác. Nhưng mà sao, con lợn ăn gì, heo ăn gì? Thì...